Trang sức không chỉ là món đồ lấp lánh, đó còn là sự chọn lựa điều vững bền, là sự sáng tạo, là câu chuyện được kể lại. Tôi rất mong muốn khách hàng của mình khi mua một món trang sức, họ sẽ có ý nghĩ về điều gì ẩn trong chiếc nhẫn này. Nó không đơn thuần chỉ có vẻ ngoài như thế, có rất nhiều điều thú vị xảy ra trước khi món trang sức được thành hình. Rhino Spence từng học khoa sản xuất thiết kế trang sức tại Đại học Cape Peninsula của Nam Phi. Sau khi tốt nghiệp, Rhino dành thời gian để đi khắp nơi trải nghiệm văn hóa của các quốc gia trong lĩnh vực thiết kế trang sức. Điểm dừng chân tại Việt Nam cho anh thấy rằng nơi đây có rất ít người theo ngành sản xuất trang sức thủ công. Tôi đến Việt Nam và quyết định mở một cửa hàng trang sức tại đây bởi vì tôi thấy có cơ hội làm được một điều gì đó còn đang thiếu trong thị trường này. Dù có rất nhiều cửa hàng trang sức ở đây, nhưng họ làm trang sức không giống như cách tôi được học và đang làm. Tôi muốn mang đến những mẫu trang sức với những kỹ thuật và thiết kế phong cách hiện đại của phương Tây, kết hợp với những chi tiết mang văn hóa Việt Nam. Tôi lấy nguồn cảm hứng thiết kế từ những chất liệu của thành phố này để biến nó thành những thiết kế của riêng mình. Tôi bắt đầu tìm hiểu về văn hóa Việt Nam thông qua Internet và những người bạn. Với những chuyến thực địa, tôi thường mang theo máy ảnh để chụp lại những chi tiết khiến tôi thấy ấn tượng. Đó có thể là những họa tiết trong những ngôi đền chùa, khung cửa sổ đã cũ, cột đèn đường hay đơn giản hơn là những loài hoa và món ăn đường phố mà tôi bắt gặp. Các tác phẩm của tôi giống như một cầu nối giữa văn hóa Việt Nam với các kỹ thuật làm trang sức của phương Tây vậy. Tôi không sao chép một cách hoàn toàn các chi tiết bên ngoài, mà qua góc nhìn của tôi, yếu tố mang đậm chất Việt Nam sẽ được thể hiện một cách độc đáo và tinh tế hơn. Tôi muốn biến những nét lịch sử văn hóa ấy trở nên hiện đại hơn, thu nhỏ thành những tác phẩm nghệ thuật có thể sử dụng được hàng ngày. Những khách du lịch nước ngoài đến đây khi mua trang sức, họ sẽ có một món đồ với những câu chuyện đằng sau. Đó cũng có thể là một món quà đặc biệt dành cho người thân, những người chưa được biết về văn hóa Việt. Tôi cũng muốn gợi lên cho những người bạn trẻ ở Việt Nam một góc nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống xung quanh. Tôi nghĩ họ đã quá quen thuộc nên sẽ không nhận ra được những nét đẹp của văn hóa Việt Nam trong những thứ đời thường. Nhưng là một người nước ngoài, tôi nhận ra được những nét độc đáo và văn hóa ở đây, và nó luôn luôn đẹp và hấp dẫn với tôi.